Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp đến một vài cái vấn đề liên quan đến Anh. Mặc dù là đây là cái chương trình là dàn trang, thế nhưng mà ảnh là một phần chúng ta sẽ phải xử lý ở trong cái dàn trang đấy của chúng ta. Cho nên là chúng ta cũng phải nắm được những cái yêu cầu liên quan tới ảnh. Thế ngoài cái vấn đề là nhập ảnh vào như thế nào, rồi thì lọc nền để bỏ nền ảnh như thế nào, cũng như là dùng cái ảnh đấy để mà đuổi tách ra khỏi cái khu vực trình bày, thì chúng ta cũng có mấy cái vấn đề nữa cần lưu ý về ảnh như sau. Thứ nhất là về link và quản lý link, cũng như là những cái sự thay đổi ở bên ngoài. Thứ hai là chúng ta cần phải làm chủ được về mặt kỹ thuật. Ở đây tôi nói là kỹ thuật thôi nhé, tôi chưa nói đến cái thẩm mỹ là đẹp xấu gì cả. Khi mà chúng ta xử lý ảnh thì nó cần phải tuân thủ theo những quy tắc như thế nào để đảm bảo rằng là chúng ta in ra nó sẽ đạt được chất lượng cao, không bị lỗi. Thì một cái bức ảnh của chúng ta, trước hết nói về kỹ thuật đi thì nó sẽ nhanh hơn. Kỹ thuật thì nó đòi hỏi chúng ta là phải đạt được hai yêu cầu, một là định dạng màu, hai là cái độ phân giải. Thế thì một cái ảnh có thể in được ở trong cái hệ máy in offset thì nó sẽ có yêu cầu như thế này. Bây giờ tôi mở một cái ảnh ra nhé. Ví dụ tôi lấy một cái ảnh ra. Thì bây giờ tôi sẽ quan sát những cái gì, tôi kiểm tra những cái gì. Đây các bạn nhìn lên cái thẻ này, chúng ta sẽ thấy được ngay cái đầu tiên đấy là định dạng ảnh. Mà thực ra thì hầu như cũng không cần phải kiểm tra, bởi vì gần như là 90 mấy% ảnh nó đều ở cái dạng này đấy. Thì ảnh RGB hay là mình gọi theo tiếng Việt là RGB này, là nó là ảnh chỉ để chúng ta xem trên màn hình, chúng ta view nó trên web hoặc các phương tiện trình chiếu khác. Thế còn để in ra thì nó không phải dùng cái này, nó dùng một trong hai định dạng sau. Bạn sẽ phải vào menu email và kiểm tra cho tôi này. Vào phần mode, bạn sẽ in ở định dạng này CMYK hay là CMYK đó. Trước hết là bạn phải convert được cái ảnh của bạn sang cái định dạng này đã. Đây là yêu cầu tối thiểu. Thứ hai là bạn phải xử lý cho tôi sang một dạng khác, ví dụ như là grayscale hoặc là đu tông. Đấy là mấy cái thứ mà bạn có thể là đưa vào cái bản in được. Thế thì cách làm đơn giản nhất trong các thứ đơn giản đó là bạn mở ảnh ra, bạn vào email và mode, bạn bấm vào cái định dạng bạn cần đó. Muốn chuyển sang CMYK thì bạn bấm vào CMYK, nếu ok vậy là nó convert cho bạn sang CMYK. Hoặc nếu bạn muốn chuyển sang dạng gì đây, grayscale, grayscale là ảnh xám, ảnh này cũng in được đấy. Thì bạn có thể là sử dụng cái định dạng grayscale này hoặc là CMYK. Ảnh gray thì nó có chữ gray đây đó, ảnh CMYK thì bạn sẽ thấy có chữ CMYK ở trên này. Hoặc mở email, mở mode đấy, thì mình sẽ convert nếu như mình cần. Thế đấy là cái thao tác đầu tiên, là chuyển đổi từ một cái định dạng ảnh nọ sang một định dạng ảnh kia cho phù hợp với yêu cầu của in. Định dạng thứ hai mà các bạn cần phải làm quan tâm đó là vào email và vào lệnh image size. Và image size vào đây nó sẽ mở ra một cái bảng này, và bạn sẽ thấy tham số này. Tham số này là resolution hay là độ phân giải. Nếu mà chúng ta chỉ để xem ở trên màn hình để trình chiếu thì phân giải 72 này là đủ rồi. Còn nếu mà bạn dành cho in ấn thì con số nó phải là 300. Sau khi bạn nhấp OK, nó sẽ tự động tính toán, nó nội suy để nó giải quyết cho bạn sang thành cái con số là 300. Thì bây giờ bạn kiểm tra, nếu như đạt được hai yếu tố này, ảnh là CMYK là một,
và thứ hai là email size này, bạn xem con số này là 300, thì ok, như thế là chúng ta đủ cái điều kiện kỹ thuật để mà chúng ta cho cái bức ảnh này in ra. Còn tôi không quan tâm là nội dung bên trong cái ảnh nó đang giới thiệu về cái gì hay là nó chỉnh đẹp hay xấu rồi, tôi chỉ nói về cái vấn đề kỹ thuật đơn thuần thôi nhé. Kỹ thuật đơn thuần là nó yêu cầu có hai yếu tố đấy, mình kiểm tra thấy chưa đủ hai yếu tố đấy hoặc thiếu một trong hai yếu tố đấy thì mình sẽ phải khắc phục, mình xử lý nó. Sau khi làm xong thì bạn sẽ lưu vào, nhưng khi lưu thì bây giờ chúng ta lại nhắc lại nó có mấy vấn đề như này. Bây giờ tôi tạm thời đóng cái ảnh này lại đã, coi như không lưu lại gì hết nhé. Và chúng ta sẽ làm việc bằng cách là tôi nhập cái ảnh vào. Đây, place. À, tôi lấy cái ảnh này, tôi đưa vào. Đây, ví dụ tôi lấy cái ảnh này đi, một quyển sách cho du lịch đi. Đây, ví dụ thế. Ảnh đã đưa vào. Bây giờ làm thế nào để tôi kiểm tra ở trong cái design, hay là cứ lúc nào tôi cũng phải vào Photoshop để tôi kiểm tra, thì InDesign nó cũng cung cấp cho các bạn cái phương pháp kiểm tra như thế này. Đây, bạn nhìn vào đây nha, chọn cái ảnh này, sau đó bạn bấm vào biểu tượng cái xích ở bên cửa sổ Docker bên này, đấy là cửa sổ link, nó sẽ thông báo cho các bạn biết là những cái tài liệu mà được link từ bên ngoài vào là cái nào. Đấy. Thế bây giờ sau khi mà chúng ta bấm vào đây thì mình sẽ nhìn thấy cái ảnh đã được hiển thị trong này. Có bao nhiêu ảnh thì nó sẽ hiển thị bấy nhiêu cái ở trong này. Còn cái nào đã được chọn thì nó sẽ có màu xanh như thế này. Nó cung cấp cho chúng ta những thông tin như thế nào? Nó cung cấp mấy thông tin như sau. Đây, tôi bấm vào mũi tên này. Bấm vào mũi tên ở cạnh trái bên dưới cùng để mở cửa sổ này rộng ra. Nó cung cấp cho chúng ta thông tin gì này? Đây, quan sát ở đây. Tên của ảnh này, đúng không? Định dạng ảnh là JPEG này, nằm ở trang số 1 này. Không gian màu là RGB này. Trạng thái thì ok. Size, kích thước của nó là bao nhiêu? Bao nhiêu kilobyte? Đó. ICC profile, những cái định nghĩa màu đi kèm. Nhưng mà đây bạn sẽ xem cái này đang là 72 này này. Thế có mấy cái như thế này để cho chúng ta có thể kiểm tra, chúng ta xác nhận là cái ảnh của chúng ta đã đủ yêu cầu hay chưa. Đấy, thế có hai cách sau khi mà chúng ta đã xác nhận rằng là cái ảnh của chúng ta chưa đạt yêu cầu thì sẽ có hai cách. Một là chúng ta sẽ làm trực tiếp ở bên trong InDesign này, tức là thông qua các lệnh ở trong InDesign để chúng ta mở Photoshop ra và chúng ta mở cái ảnh ra ở trong đó, chúng ta điều chỉnh xong thì chúng ta sẽ nhận được kết quả luôn. Hai là chúng ta không cần quan tâm đến thằng này, chúng ta mở Photoshop ra và chúng ta mở luôn cái ảnh gốc này ra để chúng ta sửa, một trong hai cách. Đây, bây giờ tôi copy thêm một cái nha. Trước hết là mình nên copy, mình cắt bớt một cái đi đã. Để tí nữa mình sẽ so sánh. Đây nha, tôi nhận bảng một cái nữa này. Copy nha này. Đây, ví dụ này. Bây giờ tôi làm hai cái nhá. Đây, bạn để ý xem tôi làm hai cái này, một cái là cái gốc và một cái copy nhá. Đổi tên rồi. À, thôi tốt nhất là tôi làm hai cái này song song đi, để chúng ta xem ở trên một cái trang như này cho nó dễ. Đây. Bây giờ chúng ta có hai cách như thế này để mà chúng ta gọi, chúng ta chỉnh sửa nó. Cách thứ nhất là tôi sẽ làm việc trực tiếp ở trong cái nền tảng InDesign này, thông qua InDesign gọi và mở Photoshop ra.
Đấy, thì tôi sẽ làm như thế này. Chuột phải vào bức ảnh, chọn lệnh và lệnh ở đây của chúng ta là lệnh Edit With. Thực ra nó có một cái lệnh gọi là Edit Original, nhưng mà cái lệnh này thì mình không dám chắc là nó có mở đúng cái chương trình mình muốn hay không, hay là nó lại chỉ định một chương trình khác. Do đó thì tốt nhất là mình chọn Edit With, sau đó trong cái danh sách sổ ra như thế này mình chọn đúng cái chương trình mà mình muốn, bấm vào nó sẽ mở cái ảnh ra cho chúng ta ở trong môi trường này. Và bây giờ tôi sẽ làm cái thao tác là điều chỉnh như vừa nãy đó, CMYK này đó, và email này 300 này. Ok, sau khi làm xong tôi chỉ cần đóng lại thôi. Nó hỏi có lưu lại những cái thay đổi này không. Yes, chấp nhận sự thay đổi này. Sau khi làm xong thì gì, lập tức nó sẽ cập nhật thông tin cho cái thằng này luôn, tại vì là tài liệu đang mở và mình gọi trực tiếp chương trình để chỉnh sửa. Do đó thì bây giờ bạn xem ở đây, bạn sẽ thấy ngay là nó thông báo này, định dạng là CMYK đúng không, độ phân giải bây giờ đã là 300 rồi. Như vậy là về mặt kỹ thuật là tôi đã đảm bảo, tôi không cần quan tâm nội dung bên trong nó là cái gì đúng không? Thế đến bây giờ tôi sẽ lại xem một trường hợp khác nhé. Tôi mở cái ảnh này ra và tôi chỉnh sửa, tôi kệ sát các thằng trong kia, tôi chỉnh từ gốc, tôi không cần chỉnh cái InDesign. CMYK này, email này 300, xong rồi đóng lại. Yes, thông báo là có chấp nhận sự thay đổi. Thế nên bây giờ bạn nhìn thấy có cái gì thay đổi không? Tôi bấm vào đây, tôi mở cái này ra thì bạn thấy là trong này có một loạt những cái ảnh mà liên quan đến cái này, có cái dấu tam giác ở đây, thực ra nó cũng hiện ra dấu tam giác rồi. Mà biển tam giác thì bạn biết là trong cái hệ thống biển báo thì biển tam giác chính là biển và lưu ý cảnh báo, đúng không? Và nó cảnh báo cái gì? Nó cảnh báo là cái ảnh này của chúng ta nó đang có vấn đề. Vì sao? Có sự thay đổi, có một cái vấn đề gì đó. Thế thì chúng ta sẽ thấy này, nó ghi chú rất rõ đấy nhá, tên của ảnh này, định dạng ảnh là JPEG này, cái ảnh này nó đang nằm ở trang số 3 này, không gian màu là RGB này. Nhưng quan trọng nhất là cái này, status, trạng thái đang là thế nào? Trạng thái là modify, nó đã được chỉnh rồi, nó không còn là cái ảnh gốc nữa, đúng không? Bây giờ để xử lý thì tôi sẽ xử lý như sau, đó là tôi tìm kiếm lại một vài cái này ở đây. Trong trường hợp này tôi sẽ sử dụng cái lệnh là update link. Update tức là để cập nhật lại những cái gì đã thay đổi ở trong ảnh gốc, đúng không? Bấm vào đây một cái, lập tức là cái ảnh này mất luôn cái biểu tượng này, mất luôn biểu tượng tam giác đi. Và bây giờ xem lại nhá, CMYK này, độ phân giải 300 này. Đấy, thế thằng trên này vẫn còn gì nhỉ? Vẫn còn cảnh báo. Vậy thì bây giờ rồi, bấm vào đây và tôi bấm vào biểu tượng Go to Link, nó sẽ cho tôi chạy lên đúng cái ảnh mà tôi đang tìm đó. Ở trang nào tôi không cần biết, mở ra mà tôi chỉ cần bấm vào một ảnh, tôi bấm vào cái biểu tượng mũi tên chọn ảnh GoToLink này thì nó sẽ dắt tôi đến cái trang đang chứa cái ảnh đó. Và đây chúng ta cũng sẽ làm cái thao tác ví dụ như là update link này. Đấy, update xong một cái là lập tức hoàn hóa và mở ra đây, chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng là nó khai báo 300 CMYK ví dụ như thế. Thế thì bằng cách như thế này thì chúng ta có thể là hiệu chỉnh được cái ảnh. Đấy, hiệu chỉnh thông qua việc hiệu chỉnh trực tiếp ở trong Photoshop mà không cần quan tâm đến InDesign, sau đó mình sẽ cho nó cập nhật. Nhưng với cách đó thì nó hơi nguy hiểm, mình không để ý có thể là nó sẽ
bỏ sót một cái gì đấy. Cho nên cách làm chuẩn tốt nhất là chúng ta hãy chọn ảnh ở trong InDesign, sau đó thì chúng ta chuột phải vào đây và chúng ta chọn là Edit With nha. Đấy, và chọn Photoshop, mở Photoshop thông qua con đường từ InDesign, sau đó thì chúng ta tiến hành chỉnh sửa về mặt kỹ thuật, sau đó thì đóng lại và lưu những thay đổi thì nó cập nhật ngay lập tức vào trong cái tài liệu InDesign đảm bảo của mình. Thì đấy là cái yêu cầu mà chúng ta cần phải làm khi mà chúng ta xử lý các cái vấn đề liên quan tới ảnh trong InDesign. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái định dạng nữa là như thế này. Vừa nãy chúng ta có nói là ảnh là ảnh xám, đúng không? Đây, tôi lấy một cái ảnh xám nhé. Ví dụ, ảnh xám là image mode grayscale. Bây giờ tôi lưu nó lại thành một cái dạng gì đó nhé, save as xám này. Ok, bây giờ tôi nhập ảnh vào đây thì cái ảnh này nó sẽ là ảnh như thế nào. File plus xám, nó sẽ là một cái ảnh mà không có màu đó. Ảnh xám. Ảnh này có in được không? In được. Grayscale là dạng mà nó cũng chấp nhận. Tuy nhiên đã in offset thì grayscale này cũng vẫn phải đủ độ phân giải là 300. Đấy, thì mới được. Thế còn là một thứ nữa mà tôi sẽ hướng dẫn thêm, đó là thay vì là chúng ta in một cái ảnh mà nó xám thì nó rất xấu, thì chúng ta có thể là sử dụng cái phương pháp gọi là nhuộm màu cho một cái ảnh xám. Nhuộm màu thì chúng ta làm như thế nào? Nhuộm màu thì chúng ta sẽ làm như sau. Trước tiên là phải có ảnh xám, sau đó thì chúng ta nhập vào trong InDesign, và ở trong InDesign rồi tôi và bạn sẽ lại chọn tiếp cái ảnh đó, và lúc này thì chúng ta sẽ mở hộp màu ra. Chúng ta sẽ mở hộp màu ra, bảng màu ra. Bạn muốn nhuộm cái màu gì vào đây thì bạn bấm vào màu đó. Và tốt nhất là trong trường hợp này chúng ta nên giảm bớt cái tanh, cái sắc của nó đi để cho nó dịu bớt đi. Tức là chúng ta sẽ có một cái màu thì cũng không phải là màu, nhưng mà đen trắng thì cũng không phải là đen trắng. Đấy. Đây, mình so sánh từ hai cái cho nó dễ nhé. Ví dụ để một cái ảnh này và một cái ảnh này, hai cái đặt cạnh nhau, chúng ta sẽ nhìn thấy nó khác biệt nhau như thế nào. Đây là ảnh xám này, đây là ảnh nhuộm màu này. Thì chọn thôi nhé. Đấy, bấm này. Có thể nhuộm bất cứ màu gì. Vấn đề là sau khi tô màu vào trong cái này xong thì tôi sẽ làm thế nào? Kéo giảm bớt. Tùy từng màu mà mình giảm bớt nhiều, giảm bớt ít nhé. Đấy, chứ không phải là màu nào nó cũng phải giảm đâu. Đấy, màu mà nó nhạt, màu mà nó nhẹ rồi thì mình không cần phải. Thì mình sẽ thấy rằng là cái trình bày nó cũng tương đối khác nhau. Đấy, nó cũng không đẹp giống như màu đầy đủ, nhưng mà nó cũng không bị trông nó đơn giản, trông nó kiểu như là khoan cắt bê tông quá, đúng không? Đấy, nó vẫn hơi có màu một tí. Và trong trường hợp này là do chúng ta nhuộm vào trong cái ảnh xám bằng cách là tô màu như thế. Đấy, thì chúng ta lại có thêm một ít cái kiến thức mới là về cách thiết lập các cái tham số kỹ thuật cho ảnh ở trong InDesign. Đấy, hai cách là mở chỉnh trực tiếp ở trong Photoshop hoặc là gọi Photoshop thông qua con đường InDesign và hiệu chỉnh. Và cuối cùng chúng ta cũng biết thêm một cái là những cái kiểm soát những cái ảnh ở trong InDesign đang có bằng cách là mở hộp thoại link gì ra. Đấy, xem các cái tham số bằng cách là gì đây, mở info để chúng ta có thể đọc được tất cả những cái định dạng cũng như là trạng thái cũng như là độ phân giải, vân vân. Thì đấy là cái cơ chế kiểm soát để mà chúng ta có thể là làm chủ được những cái tài nguyên mà chúng ta đưa nó vào trong cái design. Cái việc này rất là quan trọng, tại vì là một quyển sách nó có thể chứa rất là nhiều ảnh,
đấy, và chúng ta mà làm thủ công, chúng ta kiểm tra thủ công thì rất là khó đấy. Thì nó sẽ có những cái công cụ như là cái link, hoặc là sau này tôi sẽ nói với bạn về cái phương pháp đóng gói tài liệu. Thì thông qua cái phương pháp đóng gói đấy, nó cũng là một cách để kiểm soát cái nội dung, rà soát lỗi đấy. Thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế. Thế còn trong một trường hợp nữa, chúng ta còn gặp một trường hợp nữa, đấy là người ta gửi bài cho mình nhưng mà người ta lại không gửi ảnh kèm. Ở đây ảnh chúng ta hiểu rằng là có hai trường hợp nhé. Một là họ gửi cái ảnh đã rửa ra rồi, là một cái bức ảnh chúng ta cầm trên tay, sau đó thì chúng ta chụp lại hoặc chúng ta scan lại ra đường vào máy. Đấy là một dạng. Một dạng thứ hai là họ gửi cho chúng ta những cái ảnh số đó, như vẫn gửi tài liệu ở trên mạng. Thì hai dạng đấy đều có thể chấp nhận, nhưng sẽ có trường hợp là người ta gửi bài cho mình mà người ta lại không hiểu vấn đề, họ lại gửi cho chúng ta theo cách là họ chèn luôn cái ảnh đấy vào trong file Word. Đấy, ảnh minh họa đáng nghĩa ra gửi rồi chúng ta, họ không làm thế, họ lại chèn thẳng vào trong file Word coi như là một bài hoàn chỉnh của họ và cho rằng là đã cung cấp đủ bài đủ ảnh cho mình rồi. Thì trong trường hợp này là trường hợp đau đầu, tại vì là ảnh của chúng ta thì là ảnh link ở bên ngoài, thế nhưng họ lại gửi cho chúng ta một cái ảnh theo dạng embed, tức là nhúng vào trong tài liệu Word. Và trường hợp đấy thì mình sẽ làm thế nào để mà mình lấy được cái tài liệu đó ra? Tại vì MS và Word thì chắc chắn nó sẽ là ảnh RGB, chứ nó không thể nào là ảnh CMYK được. Đấy, rồi độ phân giải cũng là độ phân giải gốc của nó. Và do không có cái file thực tế, tại vì thông tin nó nằm ở trong Word, nó cũng không hề có một cái ảnh nào là cái ảnh A hay ảnh B để mình có thể mở ra để mình điều chỉnh như vừa rồi mình làm. Đấy, những cái ảnh vừa rồi mình mở ra điều chỉnh nó đều có tên, nó đều có cái ảnh thật nằm ở đâu đó và mình có thể gọi nó ra để mình chỉnh được. Những ảnh ở trong Word thì thua. Đây ví dụ, thay vì việc là gửi cho mình một cái ảnh như vừa rồi thì họ lại gửi cho mình một cái bài như thế này. Tôi lấy ví dụ, mở file Word ra, tôi chèn một cái ảnh vào đây. Để ví dụ mà đúng cái ảnh bạn giả luôn đó. Thế bây giờ tôi chèn một cái ảnh vào đây, insert này, picture này, và tôi lấy một cái ảnh ở đó này, đơn giản lấy đại một cái ảnh đi. Đây, tôi có một cái ảnh đó. Ảnh này họ cho rằng là họ gửi bài cho ta và trong này có ảnh rồi. Đấy là người không có nghề nhé. Người ta chỉ biết là viết bài thôi và người ta cung cấp ảnh cho mình, và người ta không hiểu rằng cần phải gửi cho mình một ảnh rồi. Người ta nhắc vào đây. Bây giờ tôi lưu lại. Thế bây giờ chúng ta mở cái bài này ra. File new. Blessed. Trỏ vào cái bài cần lấy. Đây, à, xong. Lúc này ảnh chui vào đây. Bây giờ tôi bấm vào đây, tôi xem cái link thì cũng có, đúng không? Nó cũng có cái ảnh. Nhưng đây này, bạn quan sát cái chỗ này, status này, trạng thái này, thì nó ghi là embed. Bây giờ tôi muốn hiệu chỉnh nó, tôi chuột phải vào đây, thì tôi không tìm đâu ra cái lệnh là lệnh edit origin hay là lệnh edit width. Đây, mình mở một cái ảnh khác nhé. File plus, ví dụ một cái ảnh như thế này, một ảnh bất kỳ đi. Thì bây giờ cái ảnh này tôi đưa vào đây,
Rõ ràng là ở đây bạn nhìn thấy đây này, phát nhé, cái đoạn phát này là nó chỉ ra đích chân luôn là cái ảnh này địa chỉ nó nằm ở đâu trong cái máy của mình đó. Còn nếu mà tôi bấm vào cái ảnh này phát, nó chỉ có mỗi tên cái ảnh, không có cái gì nữa, còn địa chỉ nó nằm thật sự ở đâu là không có. Đây, chuột phải vào đây thì chúng ta tìm thấy cái gì nhỉ, tìm thấy lệnh edit origin hoặc là tìm thấy lệnh edit width. Còn bây giờ tôi bấm vào cái ảnh này sao, không hề tìm thấy cái lệnh đó. Như vậy là vô phương. Bình thường ra là chúng ta có thể là gọi lệnh edit origin hoặc là gọi lệnh edit width hoặc là tìm tới cái path, cái đường dẫn của nó nằm ở đâu đó để mình mở ảnh gốc ra mình chỉnh. Thế thì trong trường hợp như thế này thì nó sẽ không đảm bảo yêu cầu. Vì sao? Đây này, ảnh là ảnh RGB này, đúng không? Độ phân giải là 72 này. Như thế là về mặt kỹ thuật nó hoàn toàn không đáp ứng đủ. Vậy thì làm cách nào? Thế thì có hai cách thôi. Nếu mà mình gọi cho tác giả, mình yêu cầu tác giả là gửi bài cho mình thì gửi riêng ảnh thôi, không được nhét vào trong bài như thế. Đấy, còn nếu như mà trường hợp đôi khi lại còn không thể nhớ được ra là họ lấy ảnh ở đâu, ví dụ họ cũng viết về một cái vấn đề gì đó và họ cũng lục ở trên internet, họ lấy cái ảnh, họ tìm được cái ảnh đấy để làm ảnh minh họa thôi, và đến lúc mà gửi cho mình rồi thì họ cũng bảo tôi cũng chịu, bây giờ tôi không nhớ ra là ảnh tôi lấy ở đâu ra nữa, thì vụ này thì căng rồi, đó không có ảnh gốc. Thế thì trường hợp này thì mình sẽ phải như sau, làm như sau. Bây giờ có hai cách, một là mình phóng to ra này. Thứ nhất là để screen mode, để preview đi, để cho nó khỏi phải có khung có thiết gì cả, đúng không? Hai nữa là bây giờ mình phóng to, phóng lớn cái này, đến hết cỡ như thế này đi, để làm gì? Để mà mình chụp lại màn hình đó. Bạn biết phím print screen rồi gì đấy, sau khi mà mình print screen rồi thì mình sẽ vào bên Photoshop này, mình file và new, mình sẽ tạo ra một cái trang mới và mình dán cái ảnh mà mình chụp màn hình ra. Sau đó thì mình tìm cách là mình cắt cái ảnh này ra đó, hoặc là không cắt cũng được, tại vì là đến lúc mà mình đưa vào thì mình có thể thu hẹp cái hộp chứa để mình giấu những cái phần mình không cần đi, nhưng mà tốt nhất là nên cắt để cho nó nhẹ bớt đi đó. Ví dụ vào đây email crop cắt. Thế bây giờ sau đấy thì tôi mới làm các cái thao tác còn lại, đúng không? Ví dụ như là mode này, chuyển mode này đó. Ví dụ như là image size này, chuyển sang 300 này đó. Sau đó thì tôi mới lại save as nó thành cái gì đó, thì lúc này nó sẽ có một cái file đây, ví dụ tôi đặt tên là màu đó, ok. Lúc này thì tôi có rồi, và tôi sẽ quay lại tôi xử lý nó ở trong môi trường InDesign bằng cách như thế nào. Tôi chọn vào thằng này và tôi ra lệnh gì đây, relink, link lại đó. Thằng này là tôi không dùng đến nữa, tôi chọn relink, tôi sẽ ra cái chỗ mà tôi lưu cái ảnh đó, đâu nhỉ, vừa nãy chúng ta lưu nó ở đâu nhỉ, nào xem lại cái file này, save as này, à download màu rồi đây. Tôi sẽ vào download này, tôi sẽ tìm cái tên là màu này, nhấn ok, và bây giờ nó sẽ cập nhật lại cái ảnh đó, và chúng ta sẽ thấy là ảnh là CMYK này, độ phân giải 300 này đó, và có đường dẫn đàng hoàng đây, phát đây đó. Đấy thì đấy là một cách nhé, một cách là mình chụp lại màn hình, sau đó thì mình lại dán vào Photoshop mình xử lý trong đó. Thế còn một cách khác này, cách khác là cách như thế nào, cách khác là tôi sẽ xử lý như sau. Đây vẫn là ảnh embed nhé, thì hôm trước chúng ta đã nói với nhau là gồm mỗi một cái hộp như này chúng ta đụng vào là nó gồm có hai yếu tố, đúng không, hộp chứa và cái được chứa bên trong. Thì bây giờ tôi chọn như thế này, đây bấm vào đây để cho nó hiển thị cái ảnh ở bên trong. Sau khi mà tôi chọn được nó rồi đó, sau khi tôi chọn được nó rồi thì tôi sẽ làm gì đây,
Ctrl C copy hoặc là edit copy. Copy rồi tôi mới quay sang Photoshop, tôi vào file, vào new, mở ra một cái file mới, đúng không? Sau đó tôi sẽ dán cái mà tôi vừa copy nội dung ở trong vào đây, enter, xác nhận. Sau đó rồi thì tôi mới lại thực hiện lại các thao tác là gì đây, chuyển đổi hệ màu này, chuyển đổi độ phân giải này, và sau đó nữa thì là gì đây, save cái này vào một cái tên gì đó đấy. Như vậy là tôi sử dụng cái cách là chọn lấy cái ảnh được nhúng và nằm ở trong cái hộp đó đấy, và tôi copy nó dán sang một cái cửa sổ mới, một cái file mới ở trong Photoshop, sau đó thì tiến hành chỉnh sửa lại theo yêu cầu. Và đến đây thì tôi lại cũng có thêm một cái file mới rồi. Bây giờ việc của chúng ta là lại là gì đây, lại relink lại đó, và chúng ta chọn cái gì đây, tôi vừa mới làm theo cách đó đấy, thì chúng ta sẽ có được cái ảnh. Đây là cái cách làm thì cũng là mẹo thôi, chứ còn nếu mà chúng ta, cách tốt nhất là yêu cầu họ gửi được cho chúng ta cái ảnh thay thế, không cần phải lấy cái ảnh mà nhúng ở trong Word thì là tốt nhất. Thế còn nếu mà không xử lý được hoặc là vội quá không kịp thì mình sẽ phải có cái cách xử lý tắt như thế để mà mình làm. Tuy nhiên là cái yếu tố mà tác động tới chất lượng thì nó rất là quan trọng, tại vì là ảnh này nếu mà họ gửi cho mình được một ảnh tốt, ảnh gốc ấy, thì nó sẽ chuẩn hơn là mình phải tự sửa chữa, tự xử lý từ một cái tài liệu nhúng dạng này. Thế đấy, nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết mấy cái vấn đề liên quan đến ảnh như thế. Đấy, như vậy là chúng ta biết cách vẽ path này, chúng ta take path này, chúng ta lọc nền này, chúng ta lấy được, xử lý được ảnh mà nhét ở trong file Word này. Chúng ta cũng làm quen thêm về cái cách thức gọi là gọi để hiệu chỉnh ảnh như thế nào thông qua InDesign, hoặc là mở trực tiếp vào trong Photoshop, quản lý cái file link như thế nào, relink như thế nào. Đấy, rồi thì chúng ta biết thêm mấy cái định dạng là CMYK và Grayscale, độ phân giải 300. Đấy là các yếu tố để mà đảm bảo về mặt kỹ thuật để in ấn ở trong InDesign, cũng như là các cái dạng mà đi in công nghiệp khác. Đấy, rồi chúng ta cũng biết cách là nhuộm thêm màu để cho một cái ảnh xám trông nó thay đổi như thế nào. Đấy là cái nội dung bài ngày hôm nay chúng ta đây. Thank you.